Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tư vấn ặt này ở bên server 7 game của bạn Bảo. Thì bạn đã nhắn tin cho tôi là anh ơi tư vấn giúp em làm sao lượt chiến em thấp so với bạn chung server. Em có nên combat đồ hình đội Flash UR, combat đi rong tại em thấy đồ hình em mid đam quá. Với cả anh xem đồ đạt em như thế nào, tài chính em không lập nhiều nên mong anh UR tư vấn. Thì bạn không nói tài chính bao nhiêu. Nhưng mà đầu tiên nha, bên server chung á, em ở thời điểm hiện tại em đang chơi server hình như là server cụm cũ. Em đang chơi server cụm cũ, ặt em thấp nhưng mà sao ặt này ặt mua à. Chúng ta có gì? Chúng ta có đồng đế, Kabuto, MK. Lực chiến thấp ở đây là đầu tiên là về cấp B, cấp 90. Cấp 97, trung bình là cấp 95, 94. Thọt 5 cấp so với server. À, có thằng cấp 90 gì gộp cụm mà. Mới này mới gộp cụm thôi mà. Em mới gộp cụm vô bình thường mà lực chiến thấp thì do em không có cày cái huy chương này thôi chứ. Chủ yếu lực chiến của mấy anh em á, khi mà mấy anh em chạy sự kiện không kịp á, với lại chơi bên server 7 game á, thật sự á là mấy anh em phải bung một tí gói mấy anh em à. Thiệt. Ở bên server chung lực chiến nhanh á là nó nằm trong cái huy chương này nè, đầu tiên là cái huy chương nè. Cái thứ hai nữa là tính năng chiến thuật em mới có đâu mà em lên lực chiến như Bảo nha. Này, tính năng chiến thuật em đâu có đâu mà em lên lực chiến, tính năng chiến thuật giờ này em còn không có. Anh nói độ hình của em giờ em đâu đi được cái gì đâu. Có con MK, con đồng đế nè, con Kabuto nè, con MK đâu có đi được cái gì đâu mà để đi tháp. Mà với lại thêm một cái nữa, tự nhiên đã nói rồi là chơi lấy con Flash đi, lấy MK về làm chi, lấy khống chế. Đúng không? Bây giờ có nên lấy Flash UR hay không? Anh nghĩ bây giờ không, nhưng mà bây giờ Flash UR bây giờ em lấy sao được. Em cầm 82 vé mà em biết ngày nhiêu combat con Flash đâu. Bây giờ em biết ngày bao nhiêu combat con Flash đâu, bây giờ là ngày 13 là nó combat con Flash rồi. Bây giờ em cầm 82 vé em lấy cái gì con Flash mà em kêu là em sẽ combat em lấy con Flash. Nha, lấy không có được, chỉ chờ thôi. Bây giờ em chờ tháng sau bên server chung nó ra một con gì mới luôn thì em lấy. Bây giờ em đi đồ hình em đâu có đi được cái gì đâu. Gua cái sư không rồi mới lấy được coi ông đế không rồi, chờ thôi chứ biết sao giờ em. Tầm này là chỉ có chờ con mới thôi, chơi meta mới thôi, nhạc này chơi thì chấp nhận chơi server mới thôi, đi từ từ lên được thôi. Còn mấy bạn mà chơi bên server chung á, họ lên lực chiến nhanh á, gần như 99% là họ chích. Nhen, họ chích mới lên lực chiến được. Giờ anh chơi cơ bản thôi, tại vì chơi bên server chung á, nếu như anh chơi anh cũng như em mà. Thiệt. Nhưng anh sẽ chích, ví dụ như những gói mà anh chích cần chích á, là anh chích cái bát này nè. Nhen, con xung đích này bây giờ lỗi lắm mấy em ạ. Chiều ngày mai hoặc là chiều chủ nhật thì tôi sẽ làm clip phân tích về con Sunnit này. Con Sunnit này hiện giờ đang rất là dâm, và khi mà chơi á, mấy anh em chơi server 7 game, kể cả tôi cũng chơi, nếu như tôi chơi lại server 7 game đi, hoặc là tôi chơi lại server mới bên server chung, trong thời điểm này ặt của tôi cũng như ặt của mấy anh em nghe, ặt của tôi cũng như ặt của mấy anh em thôi, cũng Kabuto, cũng là con đồng đế rồi, nhưng mà chỗ này tôi không chọn con MK, tôi sẽ lấy con Flash thôi. Đấy, thì mấy anh em chơi là nó đều chấp nhận sự thật là nó sẽ thọt nghe, lực chiến nó lên không được là do mấy anh em không mở gói thôi. Tại vì gói ở đây, cái gói huy chương này nó sẽ kéo một lần nó lên mấy triệu lực chiến cho mấy anh em lận, lại ngồi ra cái tháp nó sẽ kéo lực chiến lên rất là nhiều. Bữa tôi nghe tâm sự nghe chơi cái này á, là khi mà mấy anh em chơi bên server 7 game á, mấy anh em biết cái điểm lợi của server 7 game là gì không? Này tôi không quảng cáo nha, và tôi cũng không khuyến khích mấy anh em chơi server 7 game, tại chơi server 7 game mấy anh em dễ bị cám dỗ lắm. Còn chơi server chung bên bản iOS á, mấy anh biết là gì không? Nhiều mấy anh em biết nó là gì không? Nó dễ hơn là nó sướng hơn server chung, hai bản server chung mới biết dễ hơn gì không? Mấy anh biết nó nạp qua cái gì không? Mấy anh em mở cái việc QR lên nó quét thẳng qua Momo với lại Zalo Pay luôn. Mà trong khi đó mấy anh em chơi bên bản si á, mấy anh em phải qua ngân lượng, xong rồi nạp bên ngân lượng, xong từ ngân lượng mấy anh em chuyển qua bên CGM, xong rồi mới được. Hoặc là mấy anh em cài Bybin, xong rồi mấy anh em vô phải cài Bybin, xong liên kết Bybin với ngân hàng, xong rồi phải xác minh Bybin, xong rồi mấy anh em mới được thanh toán. Đúng không? Nó nhiều khâu hơn, nhưng mà khi mà chơi ở bên server si á thì mấy anh em được cái khâu cái kim cương nó nhiều hơn. Nhiều lúc mấy anh em ok, mấy anh em không có tướng đi, nhưng mà bù lại là gì, mấy anh em kim cương nhiều để mấy anh em làm gì, roll với tính năng chiến thuật nè, roll với số tím nè, nó lên rất nhiều thứ để mấy anh em chơi, để roll thẻ roll đồ. Mà trong cái đó bên server chung á, người ta không có kim cương để người ta làm nha. Rồi ok đó. Thêm cái nữa là gì, khi mà chơi ở bên server chung á, tầm này mấy anh em chơi bên server mới không nạp thì ặt nó như gì nha, mặc định là ặt nó sẽ như thế này rồi. Cuối cùng mà nếu em nạp thì nó sẽ khác. Ặt này là ok rồi, có đồng đế này, có Kabuto, em còn nâng lên kịp 5 sao vàng thì ặt này đối với một cái phơ mặt này nó là chuẩn chỉ. Thì em chỉ thiếu bên quái nhân để em đi thôi. Thì bây giờ chờ con mới coi thử là tháng sau nó ra con mới con gì, chứ bây giờ ặt của em đâu có đủ giấy đâu mà lấy Flash combat
em không có khả năng, không không khả thi luôn, mà em cũng dư có một viên đá làm ăn gì em. Kể cả tháng sau em mua 120 giấy đi, 120 giấy thì lấy con Flashy Flash kiểu gì nha. Rồi ok nữa là xem đồ đạc, đầu tiên về trang bị này, anh ngó về trang bị thử. Trang bị tầm này chắc chắn em không có nhiều, giờ tầm này có một mình con đồng đế thôi thì nuôi con đồng đế thôi. Anh nghĩ nha, chỗ này anh nghĩ là đồ nha, đam á, về mặt đam á, đam mà con đồng đế lại con MK thì đam con MK nó sẽ đam con đồng đế, mặc dù đam hàng ngang nhưng mà đam nó to hơn, thì anh nghĩ là nên nên để đồ cho con MK, tại vì sao, con MK này skill của nó mặc dù đam nó nhỏ hơn tí nha, nhưng mà cái lượng sát thương của con MK này có suy kỹ không, hình như không đúng không, ừ không có suy kỹ, thôi vẫn để đồng đế cũng được, MK này gây hiệu ứng thôi. Nhưng mà hai con lại đam sát thương trực tiếp thiệt, hai con lại đam sát thương trực tiếp, giờ đi tháp cũng được, nói chung là để tạm vậy thôi, đồ anh thấy cũng ok rồi. Kabuto rồi, HP cũng bình thường, nói chung là đồ cơ bản gì đánh giá mà thẻ quá ta, thẻ nó xuống khống chế thôi mọi người, bên quá nhân thọt quá. Cái điểm mà tôi thấy mọi người hơi, mọi người sao ta, là tôi thấy mọi người hơi coi thường con này nè, thì tôi thấy con này mạnh mà mọi người, thì tôi đó giờ nhưng từ đó đến giờ tôi chơi á, tôi chơi ở server Việt Nam nè, tôi chơi ở server chung nè, tôi chơi ở server mới bên server C 594 luôn, chưa bao giờ tôi được con chơi con này ở chơi bên server cụm đầu. Bây giờ tôi hỏi mấy em, nếu như mấy em không nâng con này, mấy em nghĩ một mình con Kabuto này nó gánh hết được à? Thiệt, mấy em nghĩ một mình con Kabuto này nó gánh hết được à? Không có câu chuyện đó đâu nha. Một mình con Kabuto này không thể nào gánh hết được, mấy em chỉ đi được vài tầng thôi, xong mấy em đứng im thôi. Ê, thì con quắc này nó sẽ hỗ trợ cho Kabuto rất là nhiều, hoặc ví dụ như mấy em nào không có Kabuto thì con quắc này nó sẽ là một trong những con hỗ trợ mấy em đi ải rất là tốt để mấy em chơi. Nó lại thêm một cái nữa, khi mà chơi á, chơi tầm này ở đang beta con đế nữa, con đế thì mấy con này nó sẽ chơi rất là ok, thì chờ cũng mới thôi, ạc này anh khuyên với chờ cũng mới thôi. Về lượng trang bị đâu có gì để thay đổi đâu, lượng trang bị tầm này nâng đồ như thế này anh do đặc biệt nha, là do cái ác của bạn á, nhan thẻ nó không có nha, là do thẻ nó không có cho nên là lúc đầu đồ như gì nâng, bạn nâng như gì nó sẽ là sai nha, nâng gì nó sẽ là sai, nhưng mà do đồ của bạn không có cho nên là không có gì để thay đổi mọi người, do đồ nó không có mấy anh em à, đồ nó không có nha, cho nên là nó sẽ rất là khó về mặt trang bị nè, rồi đủ thứ tùm lum tà la, cho nên là nó sẽ thiệt thòi hơn chút xíu, vì sau này có sẽ nâng lên, tại vì em chưa mở được cái gói huy chương này, gói tính năng chiến thuật, em phải mở được mấy gói huy chương, mấy gói tính năng chiến thuật này mới chơi được, bây giờ đến nỗi mà cái tính năng chiến thuật mà em còn không có nữa chơi gì nha, tính năng chiến thuật em còn không có nữa chơi làm gì, lâu lắm tính năng chiến thuật mà để chơi mà em farm cày lên á thì rất là lâu, đa số bây giờ không có tướng đi ải, chủ yếu 99% luôn, 99% là có gì chơi đó, rồi kim cương dư được bao nhiêu quay đi thôi, ngang tích góp từ từ mới lên được từ từ thôi. Tầm này chơi server chung, nếu như anh chơi lại anh cũng y chang nhà em, cũng là một con đồng đế và một con quái nhân con Kabuto thôi, và một con MK trong sự kiện được trước thôi, y chang gì hết, không hát gì nha anh, nếu như anh chơi anh cũng như em thôi, cho nên là ai cũng tình trạng khó khăn như nhau, mình nạp không nhiều thì mình chấp nhận, còn nếu như mà được á, thì để mà bung ra điều kiện anh nghĩ là nên bung thêm cái bát nha, cái bát này cày bình thường nó mua bung thêm cái bát này thì nó sẽ ok rất là nhiều, hoặc là một gói huy chương, nghe gói huy chương tầm này lên lượt chiến nhiều lắm, bây giờ nếu như em lấy lượt chiến á, thì em lấy em mua gói huy chương, còn nếu mà em muốn lấy tướng á, thì em bung gói bát, tại gói bát dù gì cày con Sonic nó cũng rất là ok nha, em Sonic bây giờ đang ngon lắm, Sonic bây giờ chơi đang ngon lắm mọi người, tại vì bây giờ đi không có tướng bút tóc nữa nha, không bung lực bạn bung ít lắm mọi người, chủ yếu chiêu 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 với đen thôi, tập trung đây lấy tướng mới để trải nghiệm meta thôi, chứ còn mà để mà bung lấy tướng tầm này bung mấy tướng cũ làm gì mấy anh em, chứ còn mà bỏ định con Flashy Flash UR nha, ạc này không lấy Flashy Flash UR được đâu, bây giờ mới có 82 giấy đen rồi 45 giấy siêu kỹ sao lấy kịp, giữa tháng mua được thêm 40 giấy nữa cũng mới có 120 thêm cái này nữa 120 thì đâu đủ giấy siêu kỹ đâu, cho nên là để nạp yểm quần quá thôi, chờ một con sâu đi coi thử con nào sâu con nó ngon một tí, nếu như nó ra quái nhân thì mừng. Tầm này em tập trung em lấy tướng mới là con quái nhân ơi nha. Anh nghĩ là có khả năng thôi, thì con sâu nó sẽ là một con anh hùng tiếp, rồi con sâu nữa mới là ra quái nhân, tại vì bây giờ con đen bóng nó lỗi quá, mà theo truyền thuyết của nhà phát hành, theo văn hóa của nhà phát hành thì con nào đang lỗi, con SR cộng nào đang lỗi thì nó sẽ ra UR con đó, thì có khả năng tháng sau sẽ một là UR đen bóng, hoặc UR điên bóng, hoặc là ra một con UR Watchdog Man hoặc là UR Zombie Man. Đấy thì cho nên là có thể năng là một con anh hùng, nhưng mà cũng có khả năng nó ra con quái nhân.
thì quái nhân tầm này còn con nào? Chúng ta còn con Sikin ngang tầm, con còn con Sikin nè, con vua lòng đất, con Vaximen, rồi con cho gì, con nào ta, con nào ta, Bakugan, con xương rồng, con phượng. Ừ đó, thì nó còn một dàn đó, thì đa số nghĩa là nó sẽ ưu tiên tầm này là slot giác đấu và slot tâm linh nha, cho nên là nó cũng có khả năng ra, thì ra con quái nhân nào rảnh thôi. Bây giờ nó mà chỉ cần ra một con quái nhân thôi thì kiểu gì con nó cũng là đam DOT nha. Đấy, đam DOT thì nó sẽ gánh em rất là nhiều để trong giai đoạn sau. Chờ lấy con sau đi, bỏ đi, tập trung quét mấy cái sự kiện event đi, quét mấy cái sự kiện đi đi để xong hết trong meta đi, rồi rồi làm gì làm nha. Ok đấy, ăn này chỉ cần tư vấn chiêu thôi, bỏ ý định con Vlad nha. Như là em đây em tính con Vlad là tính hơi xa đó, lực chiến nó thấp, thì lực chiến nó thấp chủ yếu do cái tính năng chiến thuật là do huy chương thôi, còn trang bị là em không có. Em trang bị em có cày ạc, bạn cày rất là chăm nha, nhìn cày rất là chăm, hoặc lực đồ xả hết rồi, chủ yếu là do trang bị nó không ra đẹp thôi, chờ trang bị nó ra đầy đủ trang bị hết là chơi thôi. Tầm này khi mà chơi lực chiến, khoảng lực chiến thì 4 triệu lực chiến là ngon rồi, ok, ngon lành cành đào rồi. Anh chơi cũng vậy thôi, em không phải ai chơi đâu. Em chơi như vậy làm thấy ok rồi, tại vì em không nạp. Còn em có nạp thì nó sẽ hơn một tí thôi, kể cả có nạp cũng có tầm 1 triệu một tháng đi, thì nó cũng cỡ tầm 7 triệu lực chiến giống như anh chơi bên CVC thôi ha. Thôi em không cần phải ạc, em không thọt đâu, ạc em là bình thường. Nghe anh xin nhấn mạnh nhưng ạc em là bình thường giống như bao bạn khác chơi bên CVC chung, cày dây có nạp cũng nạp ít nó cũng như vậy thôi. Cùng lắm có nạp thì hơn em cũng cỡ tầm 1 triệu, 1,5 triệu lực chiến thôi, không nhiều đâu em à. Ok ha, bảo ha, nhẹ nhàng thoải mái, không áp lực nha, không nạp nhiều thì cứ đơn giản là cứ tháng nào ra cứ tích góp cái bát nha, cứ 2 tháng một lần tích góp cái bát, hoặc là cứ 1 tháng một lần tích góp, mua gói vinh diễn, một là gói huy chương, hai là gói tính năng chiến thuật này là xong rồi nha. Rồi ok đấy, xong. Nói chung là ạc này khá là đơn giản nha em,